Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, ông Valery Chaika, quan chức do Moscow hậu thuẫn ở Lugan, đã thiệt mạng vì nổ bom xe trong bối cảnh nhiều chính trị gia thân Nga bị ám sát thời gian qua. Lugan là một trong bốn khu vực miền đông Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. Hãng tin Pravda của Ukraine đưa tin, chiếc ô tô của quan chức thân Nga tên là Valery Chaika đã bị nổ tung ở Starobinsk, Lugansk, miền đông Ukraine, hiện do phe ly khai thân Nga kiểm soát, khiến nạn nhân thiệt mạng. Các phương tiện truyền thông Nga như RIA Novosti đã xác nhận về việc ông Chaika, phó giám đốc trung tâm phục vụ các tổ chức giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, thiệt mạng ngày 1 tháng 4. Trước kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, ông Chaika từng là thành viên trong chính quyền quận Starobinsk. Khi quân đội Nga tấn công Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, ông Chaika đã tình nguyện đứng về phía người Nga. Theo Pravda, ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho người đứng đầu chính quyền quận Starobinsk của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, được Moscow hậu thuẫn. Ukraine cáo buộc ông Chaika đã tham gia vào việc thành lập các cơ quan của chính quyền mới. Ông đã giúp tổ chức mở một cơ quan hải quan do Nga kiểm soát và một đơn vị địa phương của cơ quan nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở Starobinsk. Lugansk là một trong bốn khu vực miền đông Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. Một số quan chức do Moscow bổ nhiệm ở miền đông Ukraine đã thiệt mạng trong các vụ ám sát kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tháng 11 năm 2023, Mikhail Filipponenko, nghị sĩ trong nghị viện tỉnh Lugansk, thiệt mạng vì nổ ô tô. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, GUR, nhận trách nhiệm, nói rằng họ đã thực hiện chiến dịch đặc biệt để hạ Filipponenko và cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm vào những quan chức được Nga bổ nhiệm. Một tháng sau, nghị sĩ Oleg Popov do Nga hậu thuẫn tại Lugansk cũng chịu chung số phận vì ô tô bị gài bom. Ngoài ra, tờ Kiev Post hồi cuối tháng 3 đã đăng tải bài phỏng vấn với Thiếu tướng Vasil Maliuk, người đứng đầu SBU. Tại đây, ông Maliuk đã tiết lộ về một chiến dịch ám sát nhắm vào những công dân Ukraine hợp tác hoặc tuyên bố trung thành với Nga. Ông Maliuk nói, chiến dịch đã được bắt đầu ngay sau khi cuộc xung đột nổ ra. Chúng tôi thực hiện các cuộc ám sát thông qua mạng lưới đặc vụ ngầm, ưu tiên tấn công các quan chức Ukraine hợp tác với Điện Kremlin. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể công khai thừa nhận và chịu trách nhiệm về các vụ ám sát, nhưng có thể hé lộ một số chi tiết. Người đứng đầu SBU khẳng định rằng tất cả các kế hoạch ám sát đều được chính phủ Ukraine thông qua và được tiến hành theo một trình tự nhất định. Ông Maliuk cho biết, bước đầu tiên, SBU sẽ hợp tác với các cơ quan tình báo để xác định mục tiêu, đồng thời xác nhận mục tiêu có những hành động chống lại Ukraine. Mọi hình phạt chỉ được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ông Maliuk nhấn mạnh rằng chiến dịch ám sát các quan chức thân Nga sẽ tiếp tục. Bên cạnh đó, SBU cũng đang đẩy mạnh các cuộc tập kích bằng UAV nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tướng về hưu Sergei Krivonos nói trên kênh YouTube Direct, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã buộc cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny giữ im lặng về lý do thực sự khiến ông bị sa thải. Ông Sergei Krivonos chia sẻ quan điểm của mình. Chỉ có hai người có thể biết và kể được tình hình thực sự. Một trong số họ là ông Zaluzhny, người còn lại là ông Zelensky. Ông Zelensky sẽ không bao giờ nói và sẽ không bao giờ thừa nhận thái độ thiên vị của mình đối với sự nổi tiếng của chính ông Zaluzhny đó. Ông Zaluzhny sẽ giữ im lặng ở một số thời điểm nhất định, áp lực đang đè nặng lên ông ta. Trước đó, Tổng tư lệnh hiện tại của lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sitsky nói rằng Tổng thống Ukraine có lý do chính đáng để sa thải Zaluzhny. Vào đầu tháng 2, Tổng thống Zelensky tuyên bố bổ nhiệm ông Sitsky làm Tổng tư lệnh. Trước đó, ông đã lãnh đạo lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine. Các nhà báo của The Washington Post lưu ý rằng nhà lãnh đạo quân sự có thể là mối đe dọa đối với ông Zelensky nếu ông quyết định bắt đầu sự nghiệp chính trị. Trong một cuộc khảo sát hồi tháng 2, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev KIES công bố kết quả khảo sát ngẫu nhiên 1.202 người tại các khu vực mà Ukraine kiểm soát. Trong số này, 874 cuộc phỏng vấn diễn ra trước thời điểm ông Valery Zaluzhny từ chức Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. 94% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng ông Zaluzhny và 5% có quan điểm trái ngược. Tổng tư lệnh, Thượng tướng Alexander Sitsky chỉ giành được niềm tin của 40%. Số người không tin tưởng ông Sitsky chiếm 21%. Trong cuộc khảo sát tháng cuối năm ngoái của KIES, tướng Sitsky được 33% số người tin tưởng và 15% không tin. Tỷ lệ này đối với ông Zaluzhny lần lượt là 92% và 5%. Cuộc khảo sát của KIES được truyền thông phương Tây nhận định cho thấy quan điểm của công chúng Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố cải tổ giới lãnh đạo quân sự, dẫn đến quyết định bổ nhiệm tướng Sitsky và một số người khác. Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục miễn nhiệm các quan chức thân cận
gồm trợ lý lâu năm và 3 cố vấn. Cụ thể, Tổng thống Ukraine Zelensky miễn nhiệm cộng sự và trợ lý lâu năm của ông là Sergei Sharif. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực cải tổ bộ máy chính phủ Ukraine được ông Zelensky tiến hành nhiều tháng gần đây. Theo đài RT, ông Sharif là một trong số ít quan chức còn lại đã phục vụ cùng ông Zelensky kể từ ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông đảm nhận chức vụ này vào tháng 5 năm 2019. Trước khi tham gia chính trường, ông Sharif là cộng sự kinh doanh thân thiết lâu năm của ông Zelensky từ thời thành lập xưởng 2 Kvartan 95, quận 95. Theo hãng tin AP, cho đến nay, ông Zelensky và chính phủ Ukraine chưa công bố lý do tại sao các quan chức nêu trên bị miễn nhiệm. Trong bài phát biểu gần đây, Tổng thống Zelensky thông báo sẽ tiếp tục cải tổ bộ máy nhà nước. Ông Zelensky nói, nhiều thay đổi đã diễn ra trong thời gian này và vẫn còn thêm những quyết định đang được chuẩn bị. Chúng tôi đang làm cho văn phòng Tổng thống hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng Ba Lan, ông Vladislav Konyszczak-Kamysz cho biết, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Warsaw để xây dựng liên minh nhằm tăng cường năng lực thiết giáp cho Ukraine. Ông cho hay, liên minh mới sẽ tập trung vào hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Song ông không tiết lộ Ba Lan có sớm gửi thêm xe bọc thép và xe tăng tới Ukraine hay không. Giới chức Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, việc thành lập liên minh xe bọc thép sẽ giúp Kiev có được nhiều khí tài quân sự hơn. Liên minh xe bọc thép được Ba Lan và Đức đề xuất. Một số nước ủng hộ sáng kiến này còn có Anh, Thụy Điển và Italia. Chia sẻ với hãng tin Sputnik, Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu. Ern Rasmussen nhận định, liên minh mới bao gồm việc thành lập các cơ sở sửa chữa, đào tạo kiếp lái xe bọc thép và kỹ thuật viên, cũng như cung cấp vũ khí và đạn dược. Theo ông, đây không phải là liên minh đầu tiên do các nhà tài trợ phương Tây ủng hộ Ukraine thành lập. Song nỗ lực này khó có thể tác động tới tình hình ở tiền tuyến trong xung đột Nga-Ukraine. Cũng theo ông, các nhà thầu quốc phòng phương Tây như Rheinmetall từng công bố nhiều kế hoạch như thiết lập cơ sở sản xuất ở Ukraine. Song ông cho rằng những ý tưởng này rất rủi ro và tốn kém khi phải đối mặt với mối đe dọa thường xuyên từ các cuộc tấn công của Nga. Sẽ có những tổn thất tài chính và con người. Những sáng kiến này đều không thể tác động đến kết quả xung đột. Bên cạnh đó, theo đánh giá, sự góp mặt của máy bay không người lái không chỉ khiến chiến tranh hiện đại trở nên nguy hiểm hơn cho các binh lính trên thực địa, mà còn thay đổi hoàn toàn chức năng của các đơn vị trên tiền tuyến, đặc biệt trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Nhà phân tích về Nga, đồng thời là lãnh đạo đội ngũ tình báo không gian địa lý cho Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, Jacques Barros nhận định, chắc chắn 100% cuộc đua vũ khí tự động do AI điều khiển đang xảy ra trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đây không phải là câu hỏi liệu nó có được thực hiện hay không, mà là câu hỏi khi nào. Đã có một số bằng chứng cho thấy một số máy bay không người lái mà Nga và Ukraine sử dụng có tích hợp AI, trong khi chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy AI được tận dụng cho các khả năng tấn công, thì nó đã được sử dụng để nhận các thông tin tình báo chiến trường bằng cách xác định các loại vũ khí và máy móc khác nhau của đối phương. Hiện tại, có một số biện pháp để đánh bại UAV, trong đó có phá hoại tần số liên lạc mà những người vận hành từ xa sử dụng để điều khiển UAV, chuyên gia Barros giải thích. Tuy nhiên, việc tích hợp công nghệ AI có thể khiến UAV được lập trình trước để xác định và tấn công các mục tiêu nhất định mà không cần liên lạc với người vận hành. Ông Barros cho biết, ông không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về việc liệu Nga hay Ukraine đang dẫn trước trong cuộc đua AI, nhưng ông nhận định chiến tranh hiện đại đang thúc đẩy các bước tiến của công nghệ này. Các điều kiện trên chiến trường đòi hỏi một số giải pháp mà theo tôi, nó đang dịch chuyển nhanh hơn nhiều những gì mà hầu hết mọi người ở Washington thực sự nhận ra. Xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn hơn 2 năm, và trong khi nhiều cảnh tượng trên chiến trường gợi nhắc lại về các cuộc xung đột ở châu Âu vào thế kỷ 20, thì một số tiến bộ về công nghệ đã tạo ra cơn ác mộng cho các chiến lược gia quân sự và các binh lính mỗi bên. Theo các chuyên gia, việc tấn công bất ngờ trong chiến tranh hiện đại rất khó để thành công do những cải tiến chiến thuật của máy bay không người lái. Các nhà phân tích quân sự đang đau đầu khi các nguyên tắc cơ bản thời chiến đã dịch chuyển bởi các học thuyết quân sự của Nga, Mỹ và NATO trước đó đều trở nên không còn hiệu lực trước thực tế của cuộc giao tranh UAV. Bất ngờ chiến thuật về cơ bản đã bị loại bỏ hiện nay do sự phổ biến của các UAV giá rẻ. Không thể phát hiện ra nơi che giấu và gần như không thể tìm ra nơi trú ẩn. Chuyên gia Barros cũng nhận định sự thay đổi này trong học thuyết quân sự là một trong những lý do cuộc phản công năm 2023 của Ukraine thất bại. Quân đội Nga đã thành công triển khai các UAV trinh sát, phối hợp với tấn công bằng pháo và máy bay không người lái để làm suy yếu các lực lượng của Ukraine trước khi họ có thể tiến tới các vị trí của Moscow. Ông Barros thừa nhận đây thực sự là một vấn đề lớn với các lực lượng của Kiev. Đoạn video ngắn do Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố đã cho thấy sức mạnh của pháo chống tăng Ravira đang được các lực lượng Moscow sử dụng trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong video, binh sĩ Nga đã nã pháo liên tục, khiến các mục tiêu và hầm trú ẩn của đối phương gần Kubyan nổ tung.
Rabira, thường được gọi là pháo bắn tỉa dành cho lực lượng pháo binh vì có độ chính xác và tin cậy cao. Rabira được Liên Xô chế tạo và sản xuất vào những năm 1960, là pháo chống tăng nòng trơn 100mm, có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu bọc thép, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân và các vị trí kiên cố. Rabira có trọng lượng 2,15 tấn, chiều dài 9,4m, chiều rộng 1,79m và chiều cao 1,5m. Góc nâng hạ nòng trong khoảng trừ 6 độ đến cộng 20 độ, sử dụng cỡ đạn 100x910mm. Kíp chiến đấu của Rabira gồm 6 người, chỉ huy, xạ thủ, người nạp đạn, 2 người tiếp đạn và người điều khiển xe kéo. Rabira có tầm bắn tối đa đạt 8,2 km, cự ly bắn thẳng hiệu quả là 1,8 km. Theo lý thuyết, pháo có tốc độ bắn là 14 phát một phút, tốc độ bắn trung bình khoảng 4-6 phát một phút. Pháo có cơ số đạn tiêu chuẩn 20 viên, 10 đạn xuyên giáp APF-SDS để chống lại các xe tăng và mục tiêu bọc thép hạng nặng, 4 đạn nổ phá mạnh HE-FRAG để phá hủy các tòa nhà cũng như các khu căn cứ của địch và 6 nổ lõm HEAT tiêu diệt các xe bọc thép hạng nhẹ. Ngoài ra, Rabira có thể phóng tên lửa chống tăng 9M117 được bắn qua nòng pháo như một viên đạn thông thường. Tên lửa có khả năng xuyên giáp lên tới 660mm. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tích cực sử dụng bom lượn mang theo đầu nổ có sức công phá lớn, có thể phá hủy ngay cả những hầm trú ẩn được gia cố bằng bê tông của Ukraine. Người phát ngôn quân đội Ukraine nói với tờ Washington Post rằng những quả bom này chỉ nhằm mục đích phá hủy công sự phòng thủ. Tờ Financial Times của Anh đưa tin binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến đã phàn nàn về các vị trí phòng thủ được xây dựng kém trong nhiều tháng, trong khi việc tăng cường chỉ được tiến hành trên quy mô lớn từ tháng 2 năm nay. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết Nga đang tấn công lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km khi Moscow tận dụng việc chiếm được thành phố Avdiivka ở phía đông gần đây, chiến thắng lớn đầu tiên của Nga sau nhiều tháng. Ngoài ra, Nga nhận thấy các đơn vị Ukraine đang thiếu nhân lực và đạn dược. Các chỉ huy quân sự Ukraine nói rằng chiến thuật thăm dò thông qua những cuộc tấn công hiện nay của Nga là nhằm tận dụng thế chủ động trên chiến trường của Moscow trước những gì họ coi là một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra của Nga vào đầu mùa xuân này. Vì vậy, quân đội Ukraine đang nỗ lực ứng phó, chuẩn bị đạn dược và tìm cơ hội tấn công lực lượng Nga đang di chuyển, một cách tiếp cận được gọi là phòng thủ chủ động để ngăn chặn một đối thủ có nhân lực lớn hơn cũng như được trang bị tốt hơn. Tờ Wall Street Journal, Ukraine đang nỗ lực tạo những công sự và chướng ngại vật tương tự như Nga đã thiết lập trên mặt trận của mình hơn một năm trước, với hiệu quả là ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái.